Lan Bạch Dương bạn ơi. Những cây lan Bạch Dương rất là đẹp. Bạn thấy đây, từng các cái chùm hoa nó dài nó rủ xuống đẹp lắm ạ. Lan Bạch Dương hay còn có một cái tên gọi khác nữa là Ngọc Dạ Minh Châu nhé bạn nhé. Bạn thấy đấy là từng chùm ạ, rất là đẹp. Nhà mình có rất nhiều các cái kích cỡ bày ở đây chỉ là làm mẫu thôi. Còn đâu số lượng trong vườn thì nhiều lắm ạ. Các bạn có nhu cầu mà mua buôn cây lan Bạch Dương nhé, vui lòng liên hệ thật sớm ạ. Đây là cái hàng mà cao to. Đấy ạ. Rất là nhiều và rất là đẹp. Một cái chậu dài to. Bạn nhìn các cái bông hoa của nó có đẹp không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Đẹp quá. Đẹp quá. Các bạn có nhu cầu mua buôn nhá thì liên hệ thật sớm bạn nhá. Cái hàng cây này chỉ có thể nhận chuyển vận chuyển được bằng xe thồ hoặc là xe tải thôi ạ. Còn cái hàng bưu điện thì chắc cây này không vận chuyển được, nên là các bạn ở tỉnh xa thì thông cảm giúp nhà vườn mình. Các bạn có nhu cầu thì alo một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Ra Tết ạ, khoảng tầm tháng 3 dương lịch thì nhà mình sẽ có bán cây giống của cái cây Dạ Ngọc Minh Châu này hay là Lan Bạch Dương này. Các bạn có nhu cầu muốn mua cây giống ạ thì liên hệ sớm vào tầm giữa tháng 2 dương lịch hoặc là đầu tháng 3 ạ. Cảm ơn các bạn nhiều nha.